Xin chào các bạn đã quay trở lại với bài học của ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ thực hành và hướng dẫn các bạn cách phát âm âm ơ dài. Đó. Cách phát âm âm này thì cũng không có gì là khó, rất là đơn giản thôi. Thì khẩu hình miệng của mình đó là miệng thì sẽ mở một cách tự nhiên, sao cho hai rìa lưỡi chạm vào hàm răng trên và đầu lưỡi thì gần chạm lên lợi, để làm sao để tạo thêm một cái khoảng không ở trong miệng. Thì mình sẽ làm mẫu đọc âm ơ và các ví dụ của nó để các bạn thực hành theo nhé. Ơ. Ơ. Work. Ori. Curtain. Bird. Work. Burn. Four. Ok, vậy là mình đã đọc mẫu cho các bạn về cách phát âm của âm ơ dài rồi. Thì các bạn hãy cố gắng luyện tập để ngày càng phát âm một cách rõ ràng hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.